Linh vật rồng nghe tiếng gọi của bạn, đến ngay lập tức. Năng lượng của rồng là biểu tượng của sức mạnh, sự kiên cường, dũng mãnh, sự giàu có dồi dào thịnh vượng. Năng lượng của rồng có thể đẩy lùi tất cả những thế lực tiêu cực, dù có hùng mạnh lớn đến thế nào. Khi bạn tin tưởng vào linh vật rồng, thường xuyên tinh tấn cầu nguyện, kết nối tâm linh với linh vật rồng, thể hiện lòng tôn kính biết ơn của bạn. Và trong cuộc sống thực tế, bạn thường xuyên sử dụng sức mạnh của mình để nâng đỡ hỗ trợ cho tất cả những người xung quanh. Thì khi bạn đối diện với những thử thách trong cuộc đời của mình, hoặc là bạn cảm nhận rất rõ ràng, bạn đang tiếp cận với những người có năng lượng tiêu cực rất lớn, hoặc là những vòng xoáy năng lượng tiêu cực, có thể khiến bạn rơi vào những tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngàn cân treo sợi tóc. Khi bạn khởi lên lời kêu gọi năng lượng của rồng, bạn sẽ cảm nhận rất rõ ràng năng lượng của rồng đến với bạn ngay lập tức. Những quý nhân xuất hiện mang đầy đủ phẩm chất của rồng để nâng đỡ bạn, hỗ trợ bạn vượt qua những tai ương và đạt được ước nguyện của mình. Bạn sẽ thấy rất nhiều những cơ hội thuận lợi đưa đến với bạn để giúp bạn xoay chuyển tình thế, chuyển nguy thành an và mang lại rất nhiều những lợi lạc cho cuộc sống của chính bạn. Hãy tiếp tục trao dồi năng lượng tích cực từ bi của bạn với tất cả những người xung quanh.